nó hai cái danh từ khác nhau. Nhóm thứ nhất, cái thâm nhiễm, nó chiếm cả một hệ thống ở trong phổi, chiếm hết cả phế trường phía bên trái như thế này. Và chúng ta lưu ý có những điểm chúng ta thấy cơ hoành bên trái nó nâng cao lên, nguyên cả cái trung thất nó kéo về phía bên bệnh lý, cái khí quản kéo về phía bên bệnh lý, và mới nhìn chúng ta có cái hình dung, có một cảm tưởng như là cái phim này chụp với cường độ tia rất mạnh. Chúng ta thấy hết tất cả các đốm sống lưng cho tới cái vùng bụng. Nhưng không, cái đốm sống lưng này người ta gọi đây là cái cột sống lưng ở trần. Tất cả cái trung thất nó đều kéo ra hết, đưa loài cái cột sống lưng ra. Và chúng ta không dùng cái những cái đốt sống lưng ở trên cung động mạch chủ để chúng ta đánh giá cường độ tia trong những trường hợp này, mà chúng ta phải nhìn những cái mạch máu nó ra tới 2/3 đường như cái thế này. Thì đây là một cái phim đủ cái cường độ tia. Và trở lại, cái thâm nhiễm này nó chiếm hết cả một phần của phổi phía bên trái, nó kéo cái cơ hoành về phía bên đó, nó kéo trung thất về đó, nó kéo cái khí quản về đó. Và nó kéo như thế đó, người ta dùng danh từ thứ nhất là xẹp phổi. Và khi xẹp phổi này thì chúng ta phải nghĩ tới cái gì nó bị tắc nghẽn ở vùng này, nó làm rối loạn, nó làm mất cái không khí ở vùng này, nó mới làm cái rối loạn không khí, nó làm xẹp cái mô phổi bên đây. Ở đây người ta gọi cái xẹp này là cái xì xẹp, hơi ngoài nó xì ra hết và nó làm xẹp cái mô phổi. Trên hình này chúng ta thấy đây là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm hồi nãy chúng ta nói nó là xẹp cái mô phổi, thì cái thâm nhiễm này nó cũng chiếm hết cả một cái trường phía bên phải. Nhưng mà chúng ta thấy cái khí quản nó vẫn yên, cái trung thất nó vẫn yên, cái cơ hoành thì chúng ta không thấy rõ. Ở đây cái hình ảnh này người ta gọi cái này là đặt phổi. Chúng ta thấy có cái đặc biệt ở trong cái đặt phổi này, chúng ta còn thấy được những cái đốm đen đen. Và những cái hình ảnh này chúng ta thấy đây là những cái hình ảnh như là một cái cây dạy trúc, hay là cái đường đen này. Đường đen này là cái đường hơi phế quản. Chúng ta thấy cái đường hơi phế quản nó chạm đây này. Đây, qua cái đường hơi phế quản. Hoặc là phía bên ngoài, chúng ta ráng nhìn kỹ phía bên ngoài chỗ này, nhìn cho rõ hết gần nữa, chúng ta sẽ thấy cái đường chỗ này nó có hình chữ Y, hai cái nhánh ở phía bên ngoài, hai cái nhánh ra ngoài, và một cái nhánh nó chạy vô trong, hình chữ Y, cái nhánh ra ngoài, hai cái nhánh của nó ra ngoài và cái chân của nó thì vô trong. Đó là cái hình ảnh của cái apophthegm hay là đường hơi phế quản. Chúng ta thấy có rất nhiều cái đường hơi phế quản. Dưới này cái đường hơi phế quản này chúng ta thấy rõ, rất rõ. Thì cái đường hơi phế quản nói lên thì cái phổi bên đây nó vẫn còn có cái thông khí, cái mô phổi này nó đặt trở lại. Và ở trên lâm sàng thì chúng ta sẽ nghe, còn nghe được cái rì rào phế nang, còn nó có những cái gran của nó. Trong khi đó cái đặt phổi thì nó bị tắc nghẽn nên không bao giờ có được cái đường hơi phế quản. Ngược trở lại, trong cái đặt phổi thì chúng ta có thể thấy hoặc là không có thấy cái đường hơi phế quản. Khi thấy cái đường hơi phế quản thì chắc chắn nó là cái đặt phổi. Mà khi không thấy cái đường hơi phế quản thì chúng ta phải dựa trên cái khí quản, cái trung thất và cái quạch kết mô. Nếu cả ba yếu tố đó mà nó kéo về phía bên bệnh lý thì chúng ta nói nó là xẹp phổi. Còn nó đứng yên thì chúng ta nói nó đặt phổi. Đây là cái hình ảnh đặt phổi.